Solo now. 10 seconds. Thứ ba đi là quận 14 tháng 2 đi. 5 seconds and counting. Mẹ đông như chó luôn. Nó lên 11, ta nó vô dàn nảy rồi đó. Ngày hôm nó ế chắc. Nó vô dàn nảy cho anh rồi. Để đi uống cọng, ăn cá chắc. Ê không, cái barricade ngay đây nè, không ai barricade hết vậy. Ngay cổng bên kia có thằng đuôi dây, đường swap, đường swap. Mẹ, bấm nhanh quá rồi, làm đâu soi mà. Còn trên lầu hết à? Rồi mày chết. Thằng gì trên lầu hay gì á? Nó bị tảo hả? Tao giết. Má mừng người kia là sếp nữa. Tao bị bằng tay cầm không? Tay cầm mà, tôi làm cái chỗ không nổi. Có thằng giao thông không? Coi chừng không? Mình vừa mới thấy thằng này chạy. Tại em không thấy dấu chân của nó mà. Ừ, nó đi ở khu kia mà, nó không có gì chỗ em đâu, nó nghĩ nó đang trốn á. Nhưng mà coi chừng rồi. Ơi rồi, ai phiêu nát robot của tôi rồi. Thịt mẹ anh Hiếu. Đây, tôi đi trước vô. Bóp giá đồng đội. Ông có vụ đạn con mẹ không? Bắn cái cửa đi, bắn cái cửa đi. Có nãy rồi, Ôi, đủ má hết hồn. Lầu mấy rồi? Lầu 3 hết á, lầu 3 hai thằng luôn á. Có camera với camera luôn. Đó, ê đúng cái chạy ngang vậy. Mời tao tiết kiệm đạn quá. Cái này gọi sniper elite rồi mà. Che tôi đập cái này cho, che tôi đi. Có thằng ở đây à? Tôi tưởng nghĩa rớt rồi chứ. Ừ. Ừ, nó bay luôn rồi. Ừ, nice, anh này tính bắn thằng đó, xong cái em bắn nó luôn rồi. Em bắn Mira rồi. Ờ, bèo, đợi tôi đập đạn. Có thằng ở đây à? Bèo, em dụ tụi nó ra ngay mấy cửa sổ á, cho nghĩa bắn. Ấy đủ quá, ai bắn nó mù vậy? Có hàng ở đây nè. Ủa đâu vậy? Em dụ nó ra ngay. Anh không ơi, bấm. Contest chết rồi, tôi bắn rồi, chết rồi. Má nó em bị thằng ấy nó bắn xỉn mà. Nó mẹ. Má em tôi còn có tí xíu máu à? Rồi đúng rồi, còn tí xíu máu. Nãy cái thằng Miu nó quăng bom tôi bắn nó chết rồi Beo, được quá mà tôi bị xỉn mà. Tôi dám bắn không? Khỏi. Bắn gì? Kề trên lầu kìa. Khoan.
khoan đi đừng vội. Cười quá ba. Nó canh mình sẵn rồi, nó canh rồi. Đến qua biết chưa? Bên này nè. Còn recruit nó recruit kìa. Bắt được không? Nó khó à. À dính đạn nè. Ta xuống máu rồi. Ấy ủa. Cầu thang. Quan nào. Cái cầu thang mà hồi nãy cái hồi nãy đi lên đi chết á. Ôi ơi. Tè. Dí nó giùm. Chơi. Nó chờ chết á. Ừ đúng rồi. Nó trong phòng này nè. Nó lên rồi. Nó cầu hang. Đào xe. Cầu hang. Chà khảo. Ngon. Vô luôn rồi. Đấy. Xong. Thơm. Thơm kèo với luôn. Máy tra khảo rồi là lộ hết rồi. Máy vậy luôn. Ừ. Này vậy luôn. Đường spot nè. Coi cam đi, coi trời cam. Đủ má cầm có bắn đéo lại nữa. Tôm pick. Hibana. Hibana in Tamai. Nhảy xuống dưới hết. Trên lầu. Ê. Hiếu, ở ngoài Hiếu ơi. Biết rồi, thấy rồi. Leo lên lại rồi Hiếu ơi, lấy leo lên lại rồi. Coi đừng mới nhảy ra vậy. Trong sai. Hai thằng ở ngoài. Ash lên nè. Spot nó được không? Chờ bà đi. Ờ. Ai spot đi. Ok, spot chứ tao đâu có spot đâu. Huy nè ba, Huy nó cầm cam tao nè. Đó. Đồ má bot vậy rồi mà dựng. Hai thằng lận còn Hibana nữa. Ê, sao mày bỏ tao mày? Đấy. Một thằng lầu 3 là thấy đéo rồi. Ai nó xuống rồi. Đừng spot nữa. Đừng có spot nữa Huy à. Nó bắn hết được con cam của anh mà em còn spot nữa hả Huy? Đáng lẽ anh đang coi cái cam đó mà em cũng spot nữa, dễ hiểu. Đó, đồ má thục. Bắn sạch cam luôn á. Mới dậy á, ngủ nãy giờ mới dậy á. Mày là ngủ bây giờ mới dậy. Bên ngoài. Mới thấy nó luôn. Nghe xác đi. Nghe xác Ash. Bên ngoài luôn hả? Ừ, nghe xác con Ash á. Đợi vô, nó giữ cái chung, đợi vô. Kiểu gì nó cũng rush vô á. Bên trái mày á. Đụng mà hai viên bọc.
Hiếu văn rồi, Hiếu văn rồi, Hiếu văn rồi, Hiếu ơi. Hiếu bao lộ. Cái bồ, cái bồ. Băng từ dưới lên. Khủng quá mấy bạn, thật lẹ thiệt. Này thì biết 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 biết. Ôi, ai cầm bom đi, ai cầm bom đi. Ai cầm bom nè. Ôi điệt. Khủng quá. Có gì gờ nha. Ừ. Mình súng là biết rồi. Thế xử lý gì vậy? Con nghĩ mình nha. Con nghĩ mình nha. Rồi, sâu chứ. Rút đằng sau server, control server. Với Nè, rút nè, xuống đi cái, ô đó, đó chứ. Còn dây gờ trong xe á. Má bắn rồi. Đó rồi, ngay chỗ này phải không? Chỗ này phải không? Ngay cái cửa, đúng rồi đó, đúng rồi, ngay cái cửa dắt qua cái phòng bên bên kia á. Máy á. Server. Ừ, đúng rồi. Mày tưởng. Má dây này tao flick shot mấy phát luôn. Có nè. Thiếu bắn người ta cây hát đi. Gái nghe xịt phải đá. Ủa, nó. Ủa, spawn kill nó. Hàng trên ông nhà hay chỗ anh à? 1, 2. Ê, hiếu, nghe này, hiếu. Đâu nghe đâu? Ở chỗ này, chỗ ơi! Tao đã nói ngay đây rồi, còn nhìn đâu nữa. Thấy rồi, thấy vừa đút cái đầu ra là một viên vô đầu. Nó chưa biết mày đâu. Giờ biết rồi đó. Hình như đuôi máy bay không có mấy đứa ơi. Đầu máy bay cũng không có luôn nè, đầu máy bay trống. Đầu lại cái thân. You've entered an enemy controlled area. Leave now. Có lát. Rồi, lát chết rồi đó, lát chết rồi đó. Lát chết rồi đó. Đầu máy bay là đầu máy bay là đầu máy bay là đầu máy bay là. Rồi anh Hiếu, nếu để nó vô đi, nếu để bắn cho. Nó nghĩ giống như có nhiệm vụ xử lý class vậy mà. Biết gì giờ chỉ có thế. Nó giờ nếu nó vô chưa? Vô hai thằng, ba hai thằng luôn à. Cái gì không? Cái gì vậy đâu? Lòng mấy vậy? Lòng mấy vậy? Má mày la giống như là đúng á, vừa mới cắt tiết vậy mà. Ê, có hả? Có đụng má. Anh bắn quá trời bắn luôn. Nó đụng được một hai cái lỗ.
Yeah, watch out for stair below you folks. Ôi, wait. Để dần GG canh em vô trong canh khu B đi. Canh phía trước khu này. Nghĩ ra khu này chắc có. Nói chung là canh thôi, anh em canh khu này để nó hai đứa canh được. Ơi, cầm bên trái anh em vô nghe tới bên trái. Yes, the spotter. Nice, yeah, nice. Má mai đi học rồi phải lồn thiệt. Phải lồn quá mấy bạn. Má mai đi học. Mấy cặp mấy bạn có nghe mình nói gì không vậy? Đéo thèm nghe. Bắn xịt thích cơ máu. Ash ngay cổng chính nè, Ash ngay cổng chính nè, bên Mendo, bên cái Mendo. Đường hành lang đó kìa. Ừ, Mendo. Ơi, đồ nó chạy lẹ quá vậy. Có IQ nữa, IQ trong phòng server á. IQ trong phòng xong cái central stair á, cầu hang chính á. Cầu hang chính á nghĩa. Vô bombay à, chết rồi. À, Ash vẫn còn đó nha, Ash vẫn còn ở Ôi trời má. Ơi, bích thông lại nữa. Ash vẫn còn đó, Ash vẫn còn ở cầu hang chính á. Ừ đó đúng rồi. Nó chạy qua cái phòng server rồi. Cho cò ở bên cho cò bên này á, bên A window nghĩa hồi nãy A window bấm nhầm nút nghĩa bấm nhầm kìa vô đó xong
mà anh bấm nhầm cái nó chỉ lạng quạng quanh đó thôi, tại hồi tao nói nó ở bên A mà thì nó lạng quạng đâu quanh đó thôi. Chấm sai nha, tôi đang ngay đây nè. Có đâu đây là đó, ai chạy rồi nè, chạy rồi đang canh nè, thấy rồi dạy vô trong sai, vô trong sai rồi, mất rồi vô cái mất rồi, ngu lộn, bắn hai cái đều dính này, nó mới đặt cái này nè. Nói như vậy bắn đồ cho chết vô, bắn đi, bắn cục để cho nó vỡ liền khỏi canh. Đây là cái trận đấu im lặng nhất mà mình từng đánh. Mày coi bước chân đi Hiếu, có hàng chạy á. Không, từ qua. Nó trồng sai hết rồi, giờ tao chạy cho tao coi bước chân cái là tao chết mẹ thôi liền. Thôi cô nè. Mày đục cái tường bên đây nè, đục cái tường nó có bước chân đó, để tao đục cho. Nè, chạy qua đây coi bước chân đó nè. Nãy nó có đứng ngay đây mà, nãy nó có đứng ngay đây là mày coi bước chân nó được liền gì. Nó coi đi scan một cái nó bing nguyên cái team thấy hết mà. Stair chính hả? Stair rồi đó, spot rồi kìa. 10 giây nó spot một lần. Hình như 1 phút sau là mày được xài thêm một cái nữa, là mày xem cái bước chân nào nó thầy coi. Bandit nè. Trong sai, Mira trong sai. Camera đâu rồi? Camera trên lầu á. Rồi Mira chết rồi. Rồi mới thấy camera luôn. Đụ má Huy lia đạn nếu kịp. Trời mấy đứa bắn nó luôn chứ một đứa là tao cũng đang chuẩn bị bắn nó đó. Oh no. Yeah, we. Oh, one down. Nó bắn cái đâu vậy? Một thằng bên ngoài dính trap rồi. Áp dính trap nè, áp lẹ vãi cái đấy. Careful behind. Yeah, got it. One more. Đây, thôi. Cục mắt. Yeah, nice guy, nice. Sau lưng. Tìm chén quá rồi. Bắn cam rồi. Nó ra kìa. Giờ vô bắn luôn cái đặt. Vô đá bắn luôn cái đặt vào.
Nice. Má, nice. Má nghe clutch. So aren't you glad to meet me? I think you should, I'd be glad to meet me. If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should.